Xin chào các bạn, hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách tính tổng bỏ qua hàm mà bị lỗi. Ở đây có dòng số 8 đang bị lỗi giá trị. Nếu như các bạn dùng hàm sum như bình thường để chúng ta sum các dòng lại thì dòng tổng sẽ ra cho các bạn giá trị là value, tức là đang bị lỗi, không ra được số tiền. Chính vì vậy, để khắc phục được cái lỗi này, chúng ta sẽ dùng hàm aggregate. Khi các bạn đánh từ aggregate thì phần mềm gợi ý cho các bạn để chúng ta viết cho đúng. Sau đó chúng ta mở ngoặc function number. Ở đây chúng ta đang sử dụng là hàm tổng. Do đó, phần mềm gợi ý tổng thì chúng ta đánh số 9 vào. Đây tôi sẽ chọn là 9. Phải. Và chúng ta loại bỏ giá trị lỗi. Phần mềm đang gợi ý cho các bạn là mục 6, error values. Sau đó chúng ta đánh số 6. Tiếp theo là đến option array, chính là vùng mà chúng ta cần chọn để tổng lại. Ở đây tôi sẽ chọn từ E3 đến E13. Sau đó tôi đóng ngoặc lại và tôi nhấn vào Enter. Lúc này phần mềm sẽ lên cho chúng ta tổng số tiền là 706.540.000. Và trong khi chúng ta chọn vùng từ E3 đến E13, trong đó có chứa dòng số 8 là E8, nhưng phần mềm vẫn tính ra được cho các bạn số tổng, tức là lúc này phần mềm đang loại bỏ được giá trị lỗi ra. Tôi sum thử lại bằng đúng 706.540.000. Đó là cách tính tổng nhanh nhất khi mà chúng ta loại bỏ giá trị lỗi.